Alo, hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Táo Store. Như các bạn có thể theo dõi, trên bàn mình đang để đây là hai siêu phẩm của Apple nhưng mà trong 2 năm khác nhau. Thì trong video này, Táo muốn giới thiệu với các bạn chiếc iPhone 12 Pro Max và chiếc iPhone 11 Pro Max, hai siêu phẩm trong 2 năm khác nhau của Apple. Thì nó có những cái điểm gì mới nhá, cũng như là chúng ta có nên nâng cấp từ iPhone 11 Pro Max lên iPhone 12 Pro Max không nhá? Ok, trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm về iPhone, iPad và MacBook thì có thể tham khảo đường link Táo Store mình để phía dưới mô tả của video, cũng như là các bạn có thể qua địa chỉ là số 25 ngõ 133 Thái Hà để xem máy và trải nghiệm trực tiếp. Đặc biệt, các bạn có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại hotline để được tư vấn cũng như là tham khảo các dòng máy bên mình nhá. Ok, thì sau đây mình sẽ vào video luôn. Thì các bạn có thể theo dõi, đây là chiếc iPhone 12 Pro Max và đây là chiếc iPhone 11 Pro Max. Thì cái điều nhận ra khác biệt luôn ở hai thiết bị này đó chính là về thiết kế. Đó, thì như các bạn có thể theo dõi này, đây là thiết kế của 12 Pro Max. Chúng ta có một cái thiết kế vuông vức hơn, nó làm cho mình liên tưởng đến những cái thiết kế của dòng iPhone 4S và iPhone 5 ngày xưa. Đó, thì bên cạnh đây là chiếc iPhone 11 Pro Max. Nó tuy nó không được vuông nhưng mà cảm giác thì nó là mềm mại hơn. Chúng ta vẫn có một cái form thiết kế như nhau nha. Vì là cái thiết kế vuông này nên khiến cho cái màn hình của iPhone 12 Pro Max nó cảm giác nó rộng hơn một chút. Rồi, thì về tổng thể, khi mà cầm chiếc iPhone, hai chiếc iPhone này lên ấy, thì mình cảm giác như là cầm chiếc iPhone 12 Pro Max nó nặng hơn. Nhưng mà thực tế thì là nó không nặng hơn là mấy, nhưng tại vì cái thiết kế mà nó vuông vắn này này nên cảm giác chúng ta cầm sắc cạnh hơn. Cảm giác nặng từng như kiểu từng đồng tiền bát gạo trong này luôn. Còn iPhone 11 thì nó tuy nó cũng nặng đấy, nhưng mà vì cái viền này nó cong này nên chúng ta cầm ấy cảm giác nó mềm mại hơn, nó mỏng hơn. Thì đấy là về phần thiết kế. Thì thiết kế mặt sau này, các bạn để ý của mình này, đó, mặt sau chúng ta sẽ có cái điểm khác biệt nữa, đó chính là về cái cụm camera. Thì cụm camera của 12 Pro Max thì trông nó vẻ nó đàn anh hơn đấy, nó ra sau này nó có vẻ trông nó to hơn này, mà thực tế thì nó cũng to hơn thật. Chúng ta có thêm một cái này lại gọi là cái cảm biến LiDAR. Thì theo như Apple cho biết thì cái cảm biến này ấy, nó sẽ giúp chúng ta lấy nét nhanh hơn gấp 6 lần so với chiếc iPhone 11 Pro Max này vào ban đêm nhá. Thì đấy là cái sự khác biệt về bên trong phần mềm. Thì về phần cứng thì camera của 12 Pro Max nó vẫn sẽ to hơn. Đặc biệt nữa là cái khẩu độ của camera này nó cũng sẽ lớn hơn nữa. Cái camera tele nó cũng lớn hơn một chút. Cái camera tele nhá, nó sẽ có thể cho chúng ta zoom là 2.5x. Nhưng bên con 11 Pro Max này thì chúng ta chỉ có zoom được 2x thôi. Nhưng cái khẩu độ của cái con 11 Pro Max này nó sẽ lớn hơn. Đó về phần camera. Tiếp này, chúng ta vẫn sẽ có vị trí của cái loa kép. Thì cái loa kép này mình không phải bàn rồi, vì cái loa kép này nó nghe khá là hay. Chúng ta có loa ở đây này, loa ở đây này, đó là cái loa kép. Về cái màn hình thì ngay từ đầu mình đã cho các bạn xem ấy, thì màn hình của 11 Pro Max sẽ nhỏ hơn một chút. Và bên trong ấy thì cái thực ra về cái độ phân giải ấy, nó chỉ chênh nhau một chút thôi, nhưng cái mật độ điểm ảnh ấy thì nó là như nhau. Độ phân giải nó kiểu là con tỷ lệ là 16:9, nhưng con này nó kiểu tỷ lệ nhỉnh hơn một tí. Cái này mình không đi sâu nhiều, nhưng mình khẳng định là về cái tỷ lệ giải trí thì 11 Pro Max nó đã ngon rồi, thì đến 12 Pro Max nó lại càng ngon hơn. Đó. Nhưng nhá, ở cái màn hình thì mình lại thấy là ở cái phần thiết kế màn hình, khi mà các bạn để ý này, mặc dù là nó cũng đều cong một chút, nhưng mà do cái con iPhone 11 Pro Max này này nó cầm lên nó cong ấy, nên là mình cảm giác nó tràn viền hơn. Nhưng thực ra về bản chất ấy thì nó cũng không thể hơn được là mấy.
Đây, bây giờ chúng ta cùng xem cái vị trí tay thỏ này, nó sẽ như nhau luôn. Đó. Vị trí tay thỏ nó như nhau và trước chúng ta vẫn có cái cảm biến cái Face ID và cái đây cũng có Face ID luôn và cái camera trước. Rồi, tiếp đến là cái phần mà đáng tiền hơn ở iPhone 12 Pro Max. Đó là cái phần sức mạnh xử lý bên trong. Thì một con là chip A14, một con là chip A13. Một con thì RAM 6, một con thì RAM 4. Thì các bạn biết đấy, tiền nào của đấy mà. Thì iPhone 12 Pro Max tại sao đắt hơn? Tại vì nó có con chip mạnh hơn, ngon hơn. Chắc chắn là như vậy và nó ra sau ấy. Và cái con chip của 11 Pro Max nhá, tại thời điểm hiện tại nó cũng là quái vật rồi, thì 12 Pro Max nó gọi là quái vật của quái vật rồi. Nó nhanh hơn con này rất là nhiều. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về phần pin iPhone 11 Pro Max sẽ là nhỉnh hơn. Thực tế thì pin của iPhone 11 Pro Max chúng ta có dung lượng pin là 3969 mAh, trong khi đó iPhone 12 chỉ là 3678. Mà viên pin lớn hơn, gánh cái màn hình nhỏ hơn, viên pin nhỏ hơn lại gánh cái màn hình lớn hơn thì tất nhiên là pin của iPhone 12 Pro Max sẽ không bằng được pin của iPhone 11 Pro Max. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái công nghệ sạc nhanh không dây. Tức là con 12 Pro Max này này, nó sẽ có cái công nghệ sạc nhanh hơn cái con 11 Pro Max sạc không dây nhá. Ok, vậy thì mình sẽ tổng kết lại như sau. Đầu tiên là về thiết kế thì tùy cảm nhận của mỗi người thì thiết kế của iPhone, bản thân mình thì vẫn thấy iPhone 11 Pro Max đẹp hơn. Ngoài ra thì iPhone 12 Pro Max thì nó sẽ góc cạnh hơn và cảm giác cầm nắm nó chắc chắn hơn. Thứ hai là về camera thì camera của 12 Pro Max sẽ ăn đứt so với iPhone 11 Pro Max vì nó được trang bị thêm những cái cảm biến LiDAR mới, cũng như là chúng ta sẽ có những cái khả năng zoom tele nó ngon hơn. Về thời lượng pin thì iPhone 11 Pro Max nhỉnh hơn so với iPhone 12 Pro Max, nhưng bù lại iPhone 12 Pro Max lại có một cái công nghệ sạc không dây nhanh hơn. Về màn hình thì mình cho là như nhau. Về hiệu năng thì iPhone 12 Pro Max sẽ là ngon hơn hoàn toàn so với iPhone 11 Pro Max. Vậy thì sau khi tổng kết như vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như các bạn chưa sở hữu cho mình một chiếc iPhone nào, hay là các bạn đang sử dụng một chiếc iPhone đời cũ tầm iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 mà có ý định nâng cấp, thì các bạn lên thẳng iPhone 12 Pro Max cho mình. Về tính lâu dài thì iPhone 12 Pro Max chúng ta sẽ được sử dụng lâu dài hơn là so với chiếc iPhone 11 Pro Max. Còn nếu như các bạn đang dùng iPhone 11 Pro Max mà lên iPhone 12 Pro Max thì theo mình nghĩ thì nó cũng không đáng mấy. Chúng ta sẽ phải bỏ ra một tầm tiền là hơn 10 triệu để lên. Nó cũng không đáng mấy. Mà các bạn hãy chờ iPhone 13, iPhone 14 lên thì rồi các bạn hãy lên. Hoặc iPhone 15 đi, mình khẳng định là khoảng tầm 3 4 năm nữa thì iPhone 11 Pro Max vẫn là ngon lành cành đào. Còn tôi, nếu như bạn có tiền thì bạn hoàn toàn có thể mua hoàn toàn mới. Ok, trên đây là ý kiến của Táo về hai chiếc iPhone đầu bảng của Apple, đó là iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy để lại comment phía dưới cho mình biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.